Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chế một cái máy bơm chìm của bè cá để làm hút mặt và hút đáy. Đây thì ở đây mình đã chế cái ống 27. Để làm sao tí mình sẽ hàn keo nó vào. Vào đây. Sẽ hàn keo lại vào đây. Cái đầu này các bạn bỏ ra. Sẽ dùng cái gen ngoài 21 vặn vào. Ống 27 ta sẽ chụp vào đầu hút dưới của bơm chìm này. Đây ta sẽ dùng một cái T gắn như này. Đầu bên dưới là hút đáy. Bên trên mình sẽ dùng một cái thu từ 90 ra 27. 90 ra 27. Đây mình sẽ gắn nó như này. Bên dưới. Đây là ống hút bên dưới. Ống hút bên dưới. Tại vì sao mình đã bên dưới nó dài mà là hiện tại là bà của mình nó đang có một cái hố để thi chứa những cái cặn bẩn cho nó dồn hết xuống hố ấy, nên là mình sẽ để dài như này. Giờ chúng ta sẽ tiến hành xẻ rãnh của cái hút hút đáy và xẻ rãnh của trên cái rãnh trên của hút mặt. Rồi chúng ta tiến hành xẻ rãnh của ống hút đáy. Đây, sau khi sẽ rãnh ra được ống hút đáy như thế này. Đây mình đã chia phải đây. Chúng ta trên đầu của ống hút mặt chúng ta sẽ cắt một góc là 45 độ. Thì mình chia đây và mình sẽ cắt góc 45 độ.
sẽ cắt một góc 45 độ. Chúng ta cắt khi sau khi cắt xong bây giờ cái ống hút mặt nó như thế nào. Đây. Thì chúng ta lắp hoàn chỉnh nó sẽ được như thế này. Đằng này là hút mặt trên, mặt tràn của bả, bên nào hút đáy. Giờ mình sẽ cho xuống bả và cắm nước, cắm điện để nó sẽ hút nước cho các bạn xem. Đây các bạn nhé, hút mặt rất là tốt. Đấy, các bạn nhìn những cái cạnh bẩn này. Đến đây quay và rất nhanh này, hút rất là tốt. Đây là cái đường ống hút lên. Hút lên thì mình sẽ đưa lên cái bả để lọc những cạnh bẩn, cạnh đáy và mặt sẽ đưa lên bả lọc. Đây nè, đấy, nó hút nó xoáy nhất mọi người. Các cạnh bẩn nè, những con cái lá này, cái đó. Đấy, các cạnh bẩn, nhàng cái lá này. Vào hút nước cho cả đời hút nước. Anh em làm mà chọn cái máy nó tầm 60W thì nó hút rất là khỏe, chứ dùng cái mà bé quá là nó hút yếu, nó không hiệu quả.